Trên thế giới vẫn còn nhiều người có khả năng kỳ lạ đến khoa học cũng phải bó tay. Người tìm mạch nước là một trường hợp như thế. Rayun Derosiers, một thương nhân người Canada, được ghi nhận với khả năng nhìn xuyên thấu mặt đất bằng chính đôi mắt của mình mà không dùng bất cứ một phụ kiện hỗ trợ nào. Với hơn 600 vụ tìm kiếm, ông không bao giờ tìm sai một mạch nước nào. Ông chỉ cần đi đi lại lại và dừng đúng chỗ mình thấy sương sườn đau. Ông được gọi là người tìm mạch nước. Tuy nhiên Đến nay chưa ai đưa ra được lời giải thích về khả năng đặc biệt này của Derosius. Năm ấy, Derosius đến thăm một trang trại của người anh em học ở Quebec. Người anh em này than phiền rằng việc thiếu nước trầm trọng đang ảnh hưởng khá nhiều đến công việc chăn nuôi gia súc của ông. Ít tháng sau, trong lúc hai người đang đi dạo dọc theo một cánh đồng phía sau những kho thóc, một cơn đau sưng sườn khủng khiếp lại đến với ông Derosius. Trong cơn đau, ông nói, tôi có cảm giác mình đang đứng trên một mạch nước ngầm, một mạch nước rất dồi dào là khác. Nó sâu khoảng 2,1 mét và chảy qua một lớp đá dài chừng 7,5 cm. Điều không tưởng đã xảy ra. Đúng tại chỗ đó, người ta phát hiện một mạch nước ngầm. Mạch nước chảy ra một lớp đá dài chừng 7,5 tới 10 cm. Sau đó, ông DeRosiers được các chuyên gia địa chất Mỹ mời đến Washington DC trình diễn khả năng đặc biệt của mình. Ông DeRosiers cũng tham gia một cuộc kiểm chứng do báo Washington Post tổ chức. Thử thách mà ông Derosiers phải trải qua là tìm mạch nước cho một doanh trại quân đội ở Washington để tìm nước phục vụ quân lính. Phóng viên của tờ Washington Post có trao đổi trước với ông Derosiers là trước đó doanh trại này đã đào nhiều giếng mà vẫn không có nước. Nhờ cả bên địa chất, chụp ảnh vệ tinh, vậy mà đào xuống vẫn không thấy nước đâu. Mọi người tò mò, hồi hộp theo từng bước giỏ của ông Derosiers. Không quá khó khăn, ông Derosiers đã cho kết quả đầy ngạc nhiên. Ông đã tìm ra hai mạch nước rồi từ đó đào được hai giếng phục vụ quân lính. Ông Derosiers kể, cái mạch nước tôi tìm ra chỉ cách bản đồ địa chất người ta cung cấp có 1,5 mét. Bán tính bán nghi, họ cho đào mạch nước theo vị trí ông Derosiers chỉ. Đúng, đúng là có hai mạch nước. Sự thực đó không thể phủ nhận. Công nghệ mới. Ở Việt Nam cũng có thần nước Trần Huy Hoàng. Ở xóm 12, xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Theo lời kể, chỉ cần hai thanh sắt dài khoảng 50 cm cầm trên tay ông Hoàng có thể xác định chính xác chỗ nào có mạch nước ngầm hay không. Năm 1995, cuộc sống của người dân xã Quỳnh Thanh bị đảo lộn vì không có nước ngọt sử dụng. Người dân ở đây đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không tìm ra mạch nước ngọt đâu cả. Mọi sinh hoạt đều dùng bằng nước mặn. Hàng ngày người dân phải đi gánh nước ngọt từ xã khác về để ăn uống. Nghe tin đồn về ông thần nước ở Quỳnh Giang, thế là người dân đã đến tận nhà mời ông Hoàng cầu xin giúp đỡ. Với hai thanh sắt được cầm trên tay, sau một giờ đồng hồ ông đã tìm ra 10 mạch nước ngầm, giúp dân ở đây có nước sử dụng. Ông từng vào tận Đồng Nai, Sài Gòn để tìm nước giúp dân. Rồi ông ngược đường trở về vùng miền núi xã Hương Thọ, Hương Khê, Hà Tĩnh để dò mạch nước. Kết quả, ông đã tìm ra một mạch nước lớn trong núi đá giúp cả xã dùng không bao giờ bị hết nước. Ở đã ở tuổi ngoài 70, ông Hoàng vẫn không thể nhớ nổi mình đã bắt chúng bao nhiêu mạch nước ngầm ở dưới lòng đất. Đối với người dân thì những chuyện trên thuộc lĩnh vực mê tín song đối với các nhà khoa học chuyên nghiên cứu những khả năng đặc biệt của con người thì hoàn toàn mang tính khoa học thuần túy các nhà khoa học lý giải rằng mỗi con người mỗi sự vật trên trái đất đều có một loại sóng đặc biệt mà khoa học chưa tìm ra được bằng máy móc thông thường khi sự vật mất đi khi con người tan biến vào cát bụi thì loại sóng bí ẩn đó vẫn lưu lại trên trái đất có thể hàng trăm hàng nghìn năm năng lượng bộ não con người là vô tận con người mới chỉ khám phá được một phần rất nhỏ song đối với một số người vì những lý do nào đó do bệnh tật tác động của ngoại cảnh nội lực đã khai mở được phần bí ẩn của bộ não mà phần bí ẩn này có khả năng giải mã được những loại sóng đặc biệt đó hiểu một cách đơn giản thì chiếc tv hoặc chiếc radio có thể giải mã được các tần số sóng nhà ngoại cảm có thể ví như chiếc tv hay chiếc radio vậy